Xin chào các bạn nhé. Nay mình làm nhanh cái clip này phân tích vào buổi sáng cho xu hướng của từ hôm nay cho đến cuối tuần. Tuần này thì chúng ta còn có một cái bài phát biểu của ông Powell, chủ tịch Fed đúng không? Mà từ đây cho đến ngày 1 tháng 11 trước khi Fed đưa ra cái quyết định về lãi suất. Thế thì mình thấy rằng là có một điều đặc biệt nhất thôi. Nếu chúng ta nhìn vào DXY hiện tại bây giờ hôm trước sau khi mà cái CPI của Mỹ được công bố thì thấy rằng CPI đều tăng lên. Các chỉ số CPI từ tháng cho đến năm đều tăng. Nó dẫn đến cái tâm lý là cho rằng Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao. Cái tâm lý đấy người ta tiếp tục mua đô vào cộng với lại cuộc chiến giữa Israel và Palestine thì hiện tại cũng có tâm lý cho rằng đồng đô la đang là cái loại tài sản mà tốt, sở hữu tốt hơn tất cả những cái tài sản khác cùng với vàng. Thế nên là chúng ta thấy là khi cuộc chiến xảy ra thì có xu hướng là vàng và đô cùng tăng. Thế thì bây giờ chúng ta trading như thế nào cho đến hôm nay, đến cuối tuần thì như thế nào? Thì mình thấy rằng là nhìn trên DXY về mặt kỹ thuật thôi, chúng ta thấy là bắt đầu có cái lực bán ở đây đúng không ạ? Và vùng cầu ở dưới này khoảng 105.5 đang có hỗ trợ trở lại cho DXY. Tuy nhiên là mức cân bằng của thị trường thì vùng này mình thấy rằng hiện tại bây giờ thị trường đang có khả năng cân bằng ở đây. Đấy, chính cái vùng mà giá đang ở đây luôn này. Đấy, nó nằm giữa Tenkan, Kijun Sen và chúng ta thấy là bắt đầu có cái sự giằng co giữa phe bán đỉnh là trên này và phe mua cầu ở đây. Vậy thì trong cái vùng trũng thông tin, có nghĩa là khi mà chưa có thông tin về định hướng cụ thể ở đây là cái thông tin của Fed về lãi suất, hay là những cái phát biểu mang tính chất chắc chắn của một thành viên nào đó của Fed hay là của chính ông Powell, thì có lẽ thị trường vẫn đang nằm trong cái vùng mình gọi là trũng về thông tin. Mà vùng trũng về thông tin thì thị trường có thể đi theo tâm lý của những cái thông tin trong ngắn hạn và có tác động đến cái dòng tiền đầu cơ là nhiều. Vậy thì phân tích kỹ thuật của chúng ta trong giai đoạn này có khả năng nó sẽ là gì? Nó sẽ mang độ chính xác rất là cao. Những bạn nào mà giỏi về phân tích kỹ thuật, đặc biệt là giỏi về trading trong ngắn hạn ấy, thì sẽ rất là có lợi thế trong giai đoạn này nha các bạn. Bản thân thì mình thấy rằng là DXY đang bước vào một cái giai đoạn là gì? Có thể sẽ là gì? Có một cái nhịp giảm điều chỉnh nữa. Ở khu vực này là khu vực mà trong H4 thì chúng ta có thể gọi nó là phân phối nhẹ. Thì cái nhịp giảm điều chỉnh đó hiện tại cho đến thời điểm này thì mình thấy rằng nó có thể sẽ là gì? Nó sẽ thể có thể sẽ mục tiêu là gì? Cái vùng khoảng 105.3. Tức là mình view rằng là DXY sẽ bắt đầu gì? Bắt đầu bước về chạm vào mây. Thì cái việc mà chạm thẳng xuống đây thì mình thấy rằng là nó hơi khó. Và xu hướng của mình nhìn thấy là gì? DXY sẽ như thế này. Đây các bạn này. Đấy, nó chỉ dạng như thế này thôi trong cái giai đoạn tới. Nhưng mà nó cũng đủ để cho chúng ta thấy được là nếu như vậy là cái đà tăng của DXY ở đây ấy, nó sẽ bị chững lại. Và chững lại là gì? Chững lại là do hoàn toàn là do các yếu tố về kỹ thuật. Tức là vùng này hiện tại bây giờ cái nhu cầu mua của đồng đô nó đang thấp hơn. Vì cái lý do để mua đồng đô chính là Fed có tăng lãi suất hay không thì lại chưa có. Thế nên vùng này có xu hướng lên đây là gì? Các cái lệnh bán sẽ được kích hoạt tiếp. Những cái lệnh mua ở khu vực dưới này, bởi vì là DXY đã ở trong một xu hướng tăng khá là nhiều rồi. Những cái lệnh mua ở khu vực này có thể, như hôm qua chúng ta thấy đấy, khi đã tăng lên đến 106.5 rồi bắt đầu lại quay xuống và đóng cửa đỏ như thế này, thì có thể là các cái lệnh mua ở khu vực này bắt đầu gì? Bắt đầu được kích hoạt. Những cái lệnh mua đã được kích hoạt và dần dần là cầu ở đây sẽ bị tiêu. Thế thì mình dự báo là có thể là trong hôm nay, ngày mai, hôm nay là thứ tư rồi, chúng ta còn 3 ngày nữa, thì có thể là cái khu vực dưới này sẽ tiếp tục bị gì? Sẽ tiếp tục bị công phá. Tại sao lại như thế? Là bởi vì những cái thông tin cơ bản mà mình nhận được có những cái yếu tố hỗ trợ cho cái view mình vừa nhìn đối với DXY. Đầu tiên đó là những cái thông tin cơ bản về
về đồng euro, những thông tin cơ bản về đồng euro. Hôm 16 tháng 10 thì chủ tịch của ECB có nói rằng là đang theo dõi giá dầu để xem tác động của giá dầu đến lại thị trường châu Âu là như thế nào. Và ECB sẽ dự kiến cũng không hạ mức lãi suất hiện tại cho đến tận tháng 9 năm 2024. Đó, thì những cái thông tin nó thì sẽ là những cái thông tin tác động đến cái suy nghĩ đầu tư trong dài hạn của cái dòng tiền lớn. Tất nhiên nó không phải là trong ngắn hạn, trong phiên đối với lại những cái dòng tiền mang tính chất đầu cơ giống như anh em mình trading. Thế thì điều đó nó sẽ góp phần là gì ạ? Nó sẽ góp phần là đẩy cái nhu cầu mua mua euro lên. Như các bạn thấy đấy là euro đã bắt đầu là gì? Cái đáy thứ hai bắt đầu cao hơn đáy đầu tiên. Thì đoạn này đấy, mình đánh giá là gì? Đoạn này là mình đánh giá là gì? Đoạn này là mình đánh giá là nó mang tính chất của một cái pha tích lũy, và euro sẽ tiến về mức cân bằng của thị trường, tiến về mức cân bằng của thị trường. Thì đầu tiên sẽ là cái mức này, là cái mức 1.060 này. Đấy, 1.060, 1.064, tức là cái vùng cung này. Nhưng mà mình thì đang view rằng là với đà này thì vùng cung có khả năng sẽ bị phá, và euro sẽ tiến về cái khu vực là 1.072. Euro sẽ tiến về khu vực 1.072. Đó. Đối với nước Anh thì nó hơi khó hơn một chút, bởi vì là có những cái thông tin về tiền lương ở Anh đang tăng lên, và cái thông tin đấy có thể sẽ làm cho nước Anh gì ạ? BOE sẽ có thể là sẽ dừng tăng lãi suất ở tháng sau. Tuy nhiên, những thông tin đấy cũng theo mình đánh giá này cũng không phải là những thông tin mang tính chất là định hướng lâu dài được. Có thể nó chỉ có tác dụng trong 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 ngày hôm qua thôi. Và tương tự như là EU thì chúng ta thấy là EU đây thì mình thấy nó cũng đang có dấu hiệu trong một cái pha tích lũy. Cái sự cân bằng của thị trường là cân bằng trong ngắn hạn và trung hạn đã bắt đầu tiến sát về gần nhau. Trong đó chúng ta thấy là cái vùng cầu này vẫn phát huy tác dụng. Vậy thì mình thấy rằng là cái sự cân bằng này ở đây ấy, nó có thể sẽ tiếp tục là gì? Phát triển theo hướng là bởi vì là đồng bảng Anh đã giảm rất mạnh. Phát triển theo hướng là có vị thế chốt lời của những cái vị thế bán trước đó, cộng với lại gì? Những cái vị thế mua thêm mới vào có thể sẽ đẩy thị trường tìm về cái mức cân bằng ở khu vực. Theo mình đánh giá thì sẽ là khu vực này, ngang với Span B này, tức là khoảng 1.242, 1.244. Đó, khu vực đấy, chính cái khu vực này, tức là mình dự báo là như thế này. Mình dự báo là như thế này nè các bạn. Đó, nó sẽ tiến về 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 mây. Thì cái view này của mình thì ít nhất nó sẽ tồn tại từ đây cho đến thứ sáu, trước khi mà ông Powell phát biểu. Thì những cái thông tin nào mới xuất hiện mình sẽ update để mình đánh giá xem là cái nó tác động vào biểu đồ giá như thế nào. Từ đó bắt đầu đánh giá cái khả năng phân tích kỹ thuật của mình liệu có đúng hay không. Nhưng tạm thời cho đến bây giờ đang là như vậy đã nha các bạn. Đang là như vậy đã. Cái sự gia tăng trong ngắn hạn, tức là một nhịp tăng điều chỉnh của E và G. Một nhịp tăng của E, điều chỉnh của E và G nó sẽ là gì? Tác động đến một cái nhịp giảm điều chỉnh của DXY. Mình trên phòng nâng cao tiếng Việt của XM ấy, thì mấy hôm nay mình đều có cái view như vậy hết. Khó lường hơn thì sẽ là vàng và yên Nhật thôi, bởi vì vàng thì nó phụ thuộc vào cái tâm lý về về chiến sự giữa Palestine và Israel có gia tăng hay không. Còn Uzi đối với yên thì là nó hơi khó lường ở cái chỗ là lúc nào cũng cũng bị cái tâm lý là sợ cái ông BOJ ông sẽ can thiệp vào bất cứ lúc nào, mà có thể sẽ họ không thừa nhận giống như hai hai đợt này đúng không? Hôm qua và hôm trước đây. Thế nên là Uzi tạm thời bây giờ mình đang bỏ qua, mình không có view nào hết. Còn đối với EU và GU thì mình vẫn đang có view là cho những cái lệnh mua lên hợp lý hơn. Hôm qua thì đã lên đến tận 1.059. Vậy hôm nay có đang có sụt giảm 30 pip, thì cái việc mà kích lên được 1.059 này cộng với lại cái cụm nến này xuất hiện thì mình thấy rằng cái vùng cầu phía dưới vẫn vẫn gì vẫn có thể là sẽ giữ được cái đà tăng của ơ kỳ vọng là hôm nay trong phiên Âu ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu chạy, phiên Âu ngày hôm nay sẽ bắt đầu chạy. GU thì theo mình là cũng được ảnh hưởng bởi cái yếu tố mua của bảng vào, mặc dù những cái thông tin về tiền lương cho thấy rằng là gì, cho thấy rằng là BOE có thể sẽ không tăng lãi suất trong tháng sau, nhưng mà
như mình nói đó, vẫn cái đấy nó chỉ là đồn đoán, cái tâm lý dự đoán có thể nó tác động trong ngắn hạn, còn thực chất thị trường vẫn đang ở trong cái vùng mà mình gọi là trũng thông tin, tức là khi nào mà BOE, Fed hay ECB có quyết định về lãi suất rồi thì lúc đấy mới là thông tin định hướng. Thì những thông tin định hướng đấy nó sẽ tác động bao lâu, bao xa thì lúc đấy mình mới có cái view mới được. Còn hiện tại bây giờ là mọi cái dự báo nó chỉ là gì mang tính chất tâm lý và tâm lý đầu cơ, tâm lý trong ngắn hạn thôi. Nên mình view với mọi người như vậy. Tương tự là mình sẽ thấy là S&P 500 bắt đầu tiếp tục quá trình phân phối rồi suy giảm. Quá trình phân phối suy giảm, nhưng trong cái việc mà mình view DXY là còn có một nhịp giảm điều chỉnh nhỏ như thế này thì S&P 500 có thể vẫn sẽ còn giữ được ở mức cao. Kể cả Nasdaq cũng vậy, cũng sẽ giữ được ở mức cao chứ chưa chưa đi ngay đâu. Đó, một vài cái nhận định với mọi người như vậy vào buổi sáng. Và chúc các bạn thành công trong việc trading nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các clip tiếp theo.